Chuyện là một hôm đi trong tháng mây, chỉ là vô tình ta lướt qua nhau. Tìm đâu chẳng thấy, mà nhìn anh thì cũng rất u sầu. Đã lâu đôi ta chẳng ở bên nhau. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì lớp học nhạc Bình Minh có thấy một cái ca khúc rất là đặc biệt ở trên YouTube. Đó là ca khúc của WNID Thang Máy feat với lại 267. Thì ca khúc này lớp học nhạc Bình Minh thấy rất là sôi nổi và có một cái giai điệu dễ thương lắm các bạn. Nhất là cái đoạn la 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 la. Đó, rất là hay, rất là dễ thương. Thì lớp học nhạc Bình Minh sẽ hướng dẫn các bạn ngay ngày hôm nay ha. Đầu tiên á, thì để chơi được cái bài hát này á, rất là dễ thôi. Các bạn sử dụng cho mình bốn cái hợp âm, vòng hòa thanh rất là dễ. Nhưng mà đánh như thế nào cho nó hay á, thì các bạn sẽ phải học ở cái phần tay phải ha. Đầu tiên sẽ hướng dẫn các bạn hợp âm trước nha. Đối với bài này các bạn chỉ cần sử dụng bốn cái hợp âm á, đó là đô trưởng nè. Đô trưởng thì các bạn mình có viết tắt ở chữ C á, ở trong cái phần mô tả. Thì các bạn có thể thấy ở trong cái phần mô tả video sẽ có cái chữ C là đô trưởng nha. Thì các bạn bấm như này nè, cái ngón trỏ các bạn sẽ bấm vào ngăn 1 của dây 2, ngón giữa các bạn sẽ bấm vào ngăn 2 của dây 4, và ngón áp út các bạn sẽ bấm vào ngăn 3 của dây 5. Rồi, cái này cơ bản lắm rồi, hầu như là các bạn đã biết hết, nhưng mà vẫn nói sơ lại cho các bạn biết nha. Hợp âm thứ hai chúng ta có đó là hợp âm pha trưởng. Thì nó có hai cái thế bấm khác nhau. Cái thế mà đơn giản thì các bạn sử dụng đó là thế hợp âm tắt. Các bạn chỉ cần chặn nó vào ngăn 1 của dây 1 và dây 2 thôi. Đó, dùng ngón trỏ chặn vô. Tiếp theo các bạn dùng cho mình cái ngón giữa nha. Các bạn bấm vô cái ngăn phím số 2 của dây 3 như này nè. Đó. Và cuối cùng các bạn sử dụng ngón áp út bấm vào ngăn phím số 3 của dây 4. Thì chúng ta sẽ có hợp âm pha trưởng ha. Nhưng mà để đánh ở cái tay phải như nào cho hay, cho hợp lý á, thì mình phải dòng lại cái hợp âm đô trưởng để mình nói lại với các bạn nè. Đối với cái hợp âm đô trưởng á, thì các bạn sẽ phải xài cái dây bát, đó là dây số 5 nha. À, gãy cái dây số 5 này lên nè. Thì nhớ nha, đô trưởng là xài bát 5 nha. Còn pha trưởng vừa rồi á, mình chỉ các bạn cái thế bấm hợp âm tắt cho nó dễ á, thì các bạn xài cái dây bát là dây số 4 nha. Đó. Nhưng mà bạn nào bấm quen rồi á, học lâu năm rồi á, thì các bạn nên bấm cái hợp âm pha trưởng như này luôn nè. Đó. Và xài dây bát là 4 cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn cái âm nó trầm hơn, nó ấm hơn nữa, thì các bạn xài luôn cái bát 6 cho mình nha. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta đã có hai hợp âm rồi ha. Tiếp theo chúng ta sẽ học sang một cái hợp âm nữa, đó là hợp âm la thứ. Hợp âm la thứ thì các bạn hãy bấm ngón trỏ vào ngăn số 2 của dây, sorry các bạn, ngăn số 1 của dây 2. Và ngón giữa các bạn bấm vào ngăn số 2 của dây 4 nè. Ngón áp út các bạn sẽ bấm cho mình vào ngăn phím số 2 của dây 3. Các bạn có hợp âm la thứ. Và nhớ cho mình hợp âm la thứ các bạn sử dụng dây bát là dây số 5 nha. Đó, dây 5. Xong được ba hợp âm rồi các bạn. Còn một hợp âm cuối cùng thôi, đó là hợp âm son trưởng nha các bạn. Đó, hợp âm son trưởng nha. Rồi, thì ngón giữa các bạn sẽ bấm cho mình vào ngăn phím số 3 của dây 6. Ngón trỏ các bạn bấm cho mình vào ngăn phím số 2 của dây 5. Ngón áp út bấm vào ngăn phím số 3 của dây 2 nha. Và cuối cùng ngón út bấm vào ngăn phím số 3 của dây 1. Ok. Ừ. Các bạn sẽ có dây bát của nó là dây 6. Rồi, với những bạn nào mà bấm hợp âm pha trưởng còn yếu á, thì các bạn đừng có nên đánh sang cái hợp âm pha chặn như này chi. Cho nó khó, nó làm khó bản thân các bạn thôi chứ không được gì hết trơn á nha. Rồi, còn bạn nào mà đã thấy hợp âm pha tắt này bấm ok hết rồi thì tập thêm cái hợp âm pha chặn này nha. Hợp âm pha chặn này thì cái ngón trỏ các bạn chặn hết bằng ngăn số 1 như này nè. Đó, bấm làm sao cho nó thẳng thẳng đứng lên luôn. Bấm chặn vô như này nè. Rồi ngón giữa nha, các bạn bấm vào ngăn phím số 3. Sorry, ngăn phím số 2 của dây 3. Rồi ngón áp út các bạn bấm vào ngăn phím số 3 của dây 5. Và cuối cùng ngón út các bạn bấm vào ngăn phím số 3 của dây 4 nha. Rồi xài bát 6 cho nó ấm nha. Xài bát 4 cũng được nhưng mà xài bát 6 cho nó ấm. Chúng ta bắt đầu vô bài ha. Để mà đánh được cái đoạn phân khúc đầu tiên á, thì các bạn sử dụng một cái tiết tấu như sau nha. Tiết tấu tức là cái phần tay phải này, nó quyết định cái tiết tấu của cái điệu của các bạn nó như thế nào nha. Rồi các bạn sẽ đánh nè. Trời đất ơi, lúc mà quay xong cái clip thì mới biết là quay bị mất cái tay phải phía bên này các bạn ạ. Rất là sorry các bạn, cho nên là phải quay thêm một clip này để ghép vô cho các bạn nhìn rõ hơn nha.
Thì đầu tiên các bạn đối với cái hợp âm đô trưởng, cách đánh đầu tiên các bạn đánh như này nè. 5 4 2 3 nha. 5 4 2 3. 5 rồi ngân ra xíu. 4 2 đánh dính liền với nhau. Rồi 3 ngân ra. 5 4 2 3. 5 4 2 3. 5 thì các bạn dùng ngón cái móc xuống gãy xuống nè. 4 thì các bạn dùng ngón cái đánh xuống luôn. 2 thì dùng ngón giữa móc lên. 3 dùng ngón trỏ móc lên. 5 4 2 3. 5 4 2 3. Rồi một hợp âm đánh hai nhịp như vậy nhé. Rồi tiếp tục qua pha trưởng thì các bạn đánh thành 6 4 2 3. 6 4 2 3. Cái cách đánh cũng tương tự vậy, lên ngón cái đánh 6 nè. 4 2 3 nè. Lên ngón cái 6 rồi 4 nè. 2 thì ngón trỏ móc lên, ngón giữa móc lên. 3 thì ngón trỏ móc lên. Nó cũng giống vậy à, nó chỉ khác ở cái gì bát thôi. Bát 4 2 3. Bát 4 2 3. Đối với bạn nào đánh pha tắc á thì bắt buộc các bạn phải đổi cái công thức thành bát 3 1 2. Bát 3 1 2. Được chưa các bạn? Rồi về la thứ nha. Về la thứ thì các bạn đánh là 5 4 2 3. 5 4 2 3. Son chuyện thì các bạn đánh là 6 4 2 3. 6 4 2 3. Bát là dây 5 đó, đô trưởng là bát dây 5. Bùm. Rồi các bạn đánh bát 4 2 3. Bát 4 2 3 nha. Bát nè, sau đó đưa ngón cái xuống đánh dây 4 nè. Rồi đánh móc dây 2 lên và đánh dây 3 lên. Bài này các bạn xài cái điệu ballad cổ truyền cũng được nhé. Tại mình gọi là cổ truyền vì ai cũng xài hết rồi. Nó cơ bản rồi, đánh bát 3 2 3 1 3 2 3. Cách đó thì trên YouTube các bạn tìm điệu ballad móc thì có mà muôn vàng kênh hướng dẫn các bạn rồi nha. Mình không hướng dẫn cái phần đơn giản đó nữa, mình sẽ hướng dẫn cái đặc biệt hơn. Các bạn sẽ đánh là bát 4 2 3. Bát các bạn phải ngân ra. Sau đó 4 2 thì đánh nhanh lên, dính chùm vô nhau. Bát 4 2. 4 2 lại ngân cái 2 ra một xíu nha. Bát 4 2. Rồi sau đó các bạn móc dây 3 lên. Nè mình đánh cho các bạn nghe thử nha. Nghe nó chill hơn nhiều so với cái cách đánh bát 3 2 3 1 3 2 3. Nó quá là cổ truyền rồi, đúng không? Rồi ok, bây giờ mình hát thử lại các bạn nghe nè. Chuyện là một hôm đi trong thang máy, chỉ là vô tình ta lướt qua nhau. Tìm đâu chẳng thấy, mà nhìn anh thì cũng rất u sầu. Đã lâu đôi ta chẳng ở bên nhau. Cái bài này là tông nữ cho nên mình hát nó hơi bị thấp nha. Thì bạn nam nào muốn hát cao hơn xíu á, đơn giản lắm các bạn, lấy cái capo á. Lấy cái capo nha các bạn, các bạn kẹp lên bất kỳ một cái ngăn nào cho nó cao hơn. Muốn cao hơn xíu thì kẹp ngăn 1, cao hơn xíu nữa thì kẹp ngăn 2. Chẳng hạn như này mình hát ở ngăn 2 là chắc cũng tương đối vừa rồi. Mình hát cao lên. Chuyện là một hôm đi trong thang máy, chỉ là vô linh tận. Chuyện là một hôm đi trong thang máy, chỉ là vô tình ta lướt qua nhau. Tìm đâu chẳng thấy, mà nhìn anh thì cũng rất u sầu. Đã lâu đôi ta chẳng ở bên nhau. Rồi, nhưng mà để đơn giản vấn đề thì bỏ capo ra, hướng dẫn các bạn nha. Còn bạn nào hát cao hơn thì kẹp capo lên thôi, đơn giản lắm. Các bạn đừng suy nghĩ gì phức tạp về cái capo hết nha. Mình hát ở cái giọng nào thì mình kẹp lên ngăn đó thôi, vậy thôi ha. Đơn giản dễ hiểu. Chúng ta đi sang cái phần 2. Phần 2 vẫn là cái giai điệu giống như vậy ha. Và mình vẫn đệm cái vòng hợp âm đó. Các bạn vẫn sử dụng cái tiết tấu đó nha. Rồi, bây giờ mình phân tích kỹ hơn để cho các bạn học được nè. Đó là để các bạn đánh tốt á, thì các bạn đô trưởng thì các bạn đánh bát 5 nha. 5, 4, 2, 3. 5, 4, 2, 3. Đối với một hợp âm các bạn đánh 2 lần như vậy ha. Rồi chuyển sang hợp âm pha trưởng nè, các bạn đánh đối với pha đầy đủ thì các bạn đánh 6 4 2 3 6 4 2 3. Thì hợp âm nào thì phải xài bát của nó là cái dây đó, đúng không? Lúc nãy mình có nói pha chặn nè, thì các bạn xài bát 6 thì có nghĩa là bát 4 2 3 là 6 4 2 3 đó. Đánh 2 lần. 6 4 2 3 6 4 2 3. Dễ không? Rất là dễ luôn. Mà cái khó ở chỗ là các bạn phải tách cái nhịp ra. Tách cái nhịp ra để cho nó tạo ra được cái độ ngân à. Ngân ra nè. Bát nè, 4 2, 4 2 ngân ra xíu xíu nữa rồi đến dây 3. Đó, nó khó là khó ở cái chỗ đó thôi ha.
thực hành nhiều lên các bạn. Rồi tiếp sang chúng ta có cái hợp âm la thứ, thì bát của nó là bát dây 5, như nãy mình có nói rồi. Các bạn đánh 5, 4, 2, 3, 5, 4, 2, 3, xong chưa các bạn? Dễ ợt luôn ha. Cuối cùng là hợp âm son trưởng, thì bát của nó là dưới 6, các bạn đánh 6, 4, 2, 3, 6, 4, 2, 3 ha. Vẫn là cái cách đánh đó, chúng ta đi sang đoạn 2 nha. Rồi người rời đi như chưa trông thấy, tạm biệt em mà chẳng nói câu nào, trao đi bao nhiêu nhớ, sợ mong mơ từ giây phút ban đầu đã lâu. Anh sống ra sao? Rồi, bắt đầu từ cái đoạn này trở đi là chúng ta sang một cái phần là điệp khúc phải không? À, sang phần điệp khúc đó thì các bạn đánh một cái tiết tấu khác cho nó sôi nổi hơn nha. Lúc này chúng ta vẫn đánh cái vòng hòa thanh là đô, đô trưởng, pha trưởng, la thứ và son trưởng ha. Mình gọi nhanh là đô, pha, la, son đi. Sang cái cách đánh số 2 thì các bạn đánh như này: 5, 4, 2, 5, 4, 3, 2, chặt ha. 5, 4, 3, 2, chặt. Đó, 5, 4, 3, 2, chặt. 5, 4, 3, 2, chặt đối với đô trưởng ha. Đối với pha trưởng thì các bạn đánh 6, 4, 3, 2, chặt. 6, 4, 3, 2, chặt. Bạn nào đánh pha tắc thì phải đánh là 4, 3, 2, 1, chặt. 4, 3, 2, 1, chặt. Rồi ha, về la thứ thì phải đánh là 5, 4, 3, 2, chặt. 5, 4, 3, 2, chặt. Son trưởng thì các bạn đánh 6, 4, 3, 2, chặt. 6, 4, 3, 2, chặt. Đô, pha, la, son nha các bạn nha. Rồi, tay phải các bạn đánh như nào cho nó khác đi, tại vì nó đã nổi lên tiết tấu rồi. Chỉ cần người nơi đây và ta đà đà ta ta đà đà. Đó, các bạn đánh như vậy nó sẽ sôi nổi hơn rất nhiều nha. Mình hát thử nè. Chỉ cần người nơi đây và vừa một lần cầm nhẹ đôi tay để rồi một nơi mình ở bên nhau. Bài hát mới ra có mấy phút rồi, mình nghe khoảng 5 phút rồi mà mình hát lại nó chưa có chuẩn cho lắm nha các bạn. Thậm chí là cái lời bài hát á, cái lyrics thậm chí là bây giờ còn chưa có ở trên mạng nữa. Thì có thấy một số bạn comment ở dưới nhưng mà nó cũng không đúng cho lắm. Nếu mà có sai sót cái lyric nào thì sorry các bạn viết lại giùm mình cái lyric nha. Mục đích của chúng ta chỉ cần là sử dụng các cái hợp âm và tiết tấu mà mình hướng dẫn để các bạn chơi tốt là được. Ok chưa nào? Rồi chúng ta vô lại nha. Chỉ cần người nơi đây và rồi một lần cầm nhẹ đôi tay để lại một nơi mình ở bên nhau. Rồi để mà đánh được cái tiết tấu này thì cũng dễ lắm các bạn. Thậm chí nó còn dễ hơn cái tiết tấu lúc nãy nha. Đầu tiên với đô trưởng các bạn đánh như này cho mình nè, tay phải nè. Bát 4, 3, 2, chặt. Chặt vô cái đàn, cái lấy cái tay chặt cái bụng cái nó ra cái tiếng. Đó, vậy thôi dễ lắm. Bát 4, bát 4, 3, 2, chặt. À, cái tay mình sử dụng ngón nào nè, chỉ cho các bạn nha. Cái tay của mình đầu tiên bát thì các bạn ngón cái nè. Sau dây 4 thì các bạn dùng ngón trỏ móc lên. Dây 3 thì các bạn dùng ngón giữa móc lên. Dây 2 các bạn dùng ngón áp út móc lên. Rồi chặt xong. Bát 4 3 2 chặt. Đánh nhanh lên nha. Bát 4 3 2 chặt. Bát 4 3 2 chặt. Bát 4 3 2 chặt. Một hợp âm cũng đánh hai lần tiết tấu nha. Rồi đây. Chỉ cần người nơi đây và rồi một lần cầm nhẹ đôi tay để lại một nơi mình ở bên nhau. Rồi sang cái câu 2 cũng giống vậy ha. Hát lặp lại một lần nữa. Chỉ cần người nơi đây và rồi một lần cầm nhẹ đôi tay để là một nơi mình ở bên nhau. Anh có thích em không? Thì cái câu mà anh có thích em không này, người ta chọn một cái kỹ thuật đó là tắc xê. Tắc xê tức là tất cả cái nhạc nền im lặng lại, chỉ còn mỗi một cái giọng hát của ca sĩ thôi. Chỗ này các bạn ngắt hết lại âm thanh, đừng có đánh cái đàn gì hết, đừng đánh ra một cái tiếng đàn nào hết, chỉ để ca sĩ hát ra. Anh có thích em không? Sau đó là các bạn vô nha. À, các bạn vô ngay từ cái chữ là. La 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 la. Đó, la 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 la. Ok ha. La 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 la. Rồi cái câu hay nhất là cái câu này. La 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 la. La 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 la. Hơi khó hát ha, hơi khó hát. La 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 la. Hơi khó hát ở đây không phải là khó, hát không thì nó dễ, mà hát mà rap với đàn hơi khó nha. Cái câu này mình muốn cho các bạn thêm cho nó dày hơn á, nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đánh nè. Bát 4 3 2 1.
xong các bạn đánh thêm một cái bass nữa nha. Bass 4-3-2 chặt, bass 4-3-2 chặt, bass 4-3-2 chặt. Đó, nó sẽ dày hơn nha. Cái cách cuối cùng đánh cho cái đoạn la 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 thì các bạn đánh như nè: 5-4-3-2 chặt, 5-5-4-3-2 chặt. Nhớ nha, nhồi thêm một cái dây bass nữa: 5-4-3-2 chặt, 5-5-4-3-2 chặt. Đó, qua pha chuyển nè: 6-4-3-2 chặt, 6-6-4-3-2 chặt. Bạn nào đánh pha tắt thì đánh 4-3-2-1 chặt, 4-4-3-2-1 chặt. Rồi, về la thứ các bạn đánh 5-4-3-2 chặt, 5-5-4-3-2 chặt. Về son chuyển các bạn đánh 6-4-3-2 chặt, 6-6-4-3-2 chặt. Thêm một cái bát này: bát 4-3-2 chặt, bát rồi lại bát 4-3-2 chặt. À, nó thêm một cái bát vô nhưng mà nó rất là dày nha. Bát 4-3-2 chặt, bát, bát 4-3-2 chặt. Rồi qua bát 4-3-2 chặt, bát, bát 4-3-2 chặt. Bát 4-3-2 chặt, bát, bát 4-3-2 chặt. Rồi là bát 4-3-2 chặt, bát, bát 4-3-2 chặt. La 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 la. À, cái câu 2 là la la chứ không phải là la la nữa hay sao á. Hình như mình nghe thoáng thoáng là vậy nha. Thông cảm đi các bạn, bài nó mới quá ha. Mới ra có mấy phút mà hướng dẫn luôn ha. La 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 la. Rồi, mình chỉ có thể hướng dẫn cho các bạn từng cái đoạn nhỏ 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 như vậy thôi. Các bạn là có thể chơi hết được cả bài ha. Và không thể nào mình ngồi mà cover lại hết một bài được, vì dính ngay phát bản quyền liền các bạn ạ. Dính ngay phát gậy bản quyền là mệt lắm à. Cho nên các bạn chịu khó để nghe từng đoạn thì mình nghĩ vẫn học rất là tốt thôi. Không thể nào mình cover từ đầu đến cuối được vì vấn đề bản quyền ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây và các bạn đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những clip sau này. Mà nếu như các bạn yêu thích cái bài hát gì mới ra đang hit trên thị trường á, các bạn cứ bình luận ở dưới video này. Mình sẽ để ý và mình làm clip hướng dẫn các bạn những cái bài hát mới nhất có thể luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. La 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 la